đâu có tàu đâu, không có để đâu nữa. Ông còn đem về rồi. Tôi mới chà rửa đó. Ông còn đem về rồi đó. Rửa chà rửa mới phơi bây giờ đó. Để chị các bạn không thấy rồi đi kiếm đâu. Dạ, Trang chào cô chú anh chị các bạn nha. Bữa nay thì bay mấy chị em Trang sẽ trở lại bán bánh tiêu cô chú. Tại vì nhiều cô chú anh chị phụ huynh với mấy học em học sinh đó cứ đòi ăn bánh tiêu hoài à. Cho hôm nay ba chị em làm lại bánh tiêu để bán cho mấy em học sinh với phụ huynh luôn. Thì bánh tiêu thì cũng giống như lần trước Trang bán 3 cái 10 ngàn. Bữa nay thì Trang làm tới 5kg bột rồi cô chú. 5kg bột là lên khoảng hơn hơn 100 ngoài cái. Gần 200 cái cô chú. Chắc kịp rồi, sao đây. Đúng rồi con. Nếu mà canh. Nếu mà canh 5 lít là chế 5 lít luôn á. Không vô mua cái đó còn đó. Còn không? Để đó đó hả? Dạ con thì chắc con không có biết cô Huệ. Con biết tới thầy Thiện là hết rồi. Tại con học lớp 5 mà chưa tới lớp 6 là con nghỉ rồi. Thì bữa nay đầu tuần hả con? Cô cho con gửi tiền cho bé luôn con. Dạ con gửi lại 20 tại tuần rồi cháu nó nghỉ hết nhà. Dạ à, cháu bị sốt phải không con? Dạ. Trời ơi, mới khai trương hả, cháy gà rồi. Nóng phần phần đi kìa, nó cháy giấy kìa. Không, mình chặn lửa nhỏ nhỏ thôi cô. Mạnh ra. Rồi cái giấy nó nóng chết đi kìa. Dạ. Mình hơi hơi ra cũng được, hở hở ra cũng được đó. Thì à, nãy giờ thì mấy chị em Trang thì tranh thủ thời gian sao không có kịp cho nên nắng rồi. Giờ thì mấy Hương đang cán ra đợt 1. Hai chị em cán luôn cho nó nhanh. Nắng trước á rồi giờ cán bột nó cán dễ 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 hơn chứ như hôm bữa vừa mới cán ra vừa mới nắng ra xong rồi cán nó nói về giãn bữa nay bé Quyền bệnh rồi cho nên không có đi bán cho mấy chị em được, có hai đứa chóng mặt trời. Mình cái này dễ bệnh có bầu phải gì rồi gì nữa. Chị bà đúng đích tên đó. Bữa nay không được hả vậy? Còn mắm không? Mấy bà có để sẵn hết trơn nãy giờ. Không có gì vậy lép trơn. Tôi rửa úp đó mà nó vừa nó kiếm cái gì ra. Kiếm mà mua gà. Cái chơi với bà nó kiếm gà gặp cà phê nó kiếm gà. Ừ, nó bị chữ. Nó bị chi cho ba chữ. Nó bị nhức cái đầu. Để là mấy đứa nào quay nè, bữa nào với bữa nào cô làm cà phê cô gửi cà phê xuống cho nha. Rồi bỏ nó cái. Dạ con cảm ơn. Tại con ghiền cà phê cô Lon, đi tới đâu cũng ghiền. Hôm nay con đi làm nhà con cũng ghiền đó. Cà phê cô Ba đó. Đi làm nhà chồng mà cứ trông. Cứ trông cà phê của cô Ba vô mà. Bánh bán ngon quá rồi. Cô bé Thì mà cũng là con hồi xưa dạy Trang đó đó cô chú. Cô này hồi đó dạy Trang học đó nè. Giờ mà cô đưa bé Thì đi học rồi bây giờ mới nhận ra cô. Tại vì cô không có nói chuyện cho nên không có nghe tiếng. Cô ở trên chợ không? Còn ở trên chợ đúng không cô? Ai con không nhớ với cô Thiện là con nhớ được cô Thiện với lại thầy Thiện nữa. Thiện lắm, thằng xui rồi. Bánh ok không? Mau vậy hả? Vậy cô lần xui cho cô. Cô chưa, cô có thằng một à. Thằng nó còn đang học ở ngoài Sài Gòn á. Vậy hả? Nhỏ không Hương? Ồ cái chảo bữa nay bự con chiên con bánh phì bự bự luôn ha. Dạ. Dạ không, mình lửa nóng chiên mới được cô. Bắt con má mình chỏi cho nó đều á. Giờ bữa nay mình chiên trước luôn đi chứ để không thôi là chiên không kịp. Chiên trước đi. Chứ để giờ là chiên không kịp. Mà hỏi phụ huynh đợi quá chừng. Đứa nào đòi chiên cái thao vậy? Dạ đứa này nè. Đứa nào? Nhỏ này nè. Ơi. Nhỏ này nè. Vậy ai biết cái cháo bự gì, tưởng nó cái cháo nhỏ 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 sao chiên. Cái thao á. Cái thao dễ chiên. Dầu nhiều. Cái chảo bự này thì em nè. Chảo. Còn cái đũa nó không chở tiếp cho. Ăn sinh nhật ở đâu cô? Mấy đứa ở đây nè. Mấy đứa học sinh hả? Ừ. Bữa nay trường nó tổ chức rồi lại đằng nhà đắng rồi cô tổ chức cô. Thích quá nha cô, đi học hồi xưa tụi con đi học lại gì có tổ chức sinh nhật. Trời ơi, dễ gì mà có, còn bây giờ thôi. Chưa tới là nó nhắc rồi. Chào. Thấy cái bánh nó phì ngon ghê. Ghiệt ngon hả? Phái, có người phái phái. Phái. Không mà cái kỹ thuật của mấy con làm bánh này khéo. Đúng không? Còn bán cái gì rồi? Ừ, để cho bán bên bên ngoài. Còn mấy cái? Ba. Khoan khoan nghe cô, để nó nóng quá là nó cháy mặt của cô. Sao? Ừ, gì hết vô. Cái bánh này sao nó không phì vậy hơn? Lấy đôi đũa em chở tiếp cho.
Để khác nè, khác nè. Cô ơi, còn cái đôi đũa không cô? Cô hổng đem xuất hai đôi mà. Hay cô cho con đũa. Ôi tiền. Cô Long hỏi giùm đi chứ con đâu có tiền đâu. Cái hồi nó bả chửi nè. Cái gì cũng tao hết đi nha. Chứ ai ở nhà này ơn bả chứ ai. Có mình ơn chứ ai. Mà nhiều khi nhìn bả bệnh bệnh không dám kêu luôn á. Bệnh bệnh gì? Lúc đầu. Nó làm phần thơ. Đây 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 đây. Sợ đúng không? Gặp bả là sợ đúng không? Tao muốn nằm không yên như bay đây là một bỏ chết luôn á. Để sẵn đồ nó không được làm nữa. Thấy quá, đã nói chúng chị. Đó. Huyền im ghê không? Sao không có tiền? Con không có tiền, có thói giùm con ơi. Luôn. Hoài đợi hoài. Bữa nay con cũng chưa tới giờ kìa. Bữa nay không có người bán mà đứng rồi họ tiền luôn đi. Chưa tới giờ. Có tiền không lấy tiền. Đúng rồi, bữa nay cô bán giùm con á, tại vì bữa nay không có bé Huyền. Cô ơi, còn cái gấp đó cô ơi. Hồi bất chữ luôn. Gấp nè, cái gấp nè. Em để vô nhiều chị chở kịp không? Kịp, nhưng mà phải nhỏ lửa lên chút nha. Cái thầy con ăn bánh không cái thầy? Con ăn bánh không? Không? Gặp cái bánh nó bự hơn con, nó con ăn nổi không? Thấy con này đỏ đỏ rồi đó cô. Đây. Đây đây là cho cô bán bánh nè. Con này đã đỡ biết nói chuyện rồi đó cô, chứ lần đầu tiên con gặp đâu có chịu nói chuyện với bọng gì đâu. Con bé thì này nó được. Nó cũng chịu khó học hả cô? Đi mặc dầu là nó vô sao mấy đứa chứ nó xiên, nó chăm. Bởi vì bữa hổm cô mới cười nè, cô nói để nó cô nói với mấy chị nha. Nhất tay trái mà viết tay phải mà nè, mà than là mệt. Ủa cái măng nãy chị bưng vô nhà đấy đâu ạ? Ủa chị đâu có bưng vô nhà. Có cái măng bột. Chứ làm đơn gì? Mâm bột mình cán rồi, còn cái thau mà chị ơi. Trời thật, nó tự bưng luôn á. Cô Lon, cô dặn ra lên con miếng. Nhà tổ chức não đi học luôn rồi. Cô giáo nắm tay đi học luôn rồi. Em mày mới đứa bự được không? Dạ. Đứa bự bự gì? Đứa bự bự gì mới được nè cô. Dạ cô chú anh chị ơi, có nhiều người hỏi Trang á, tại sao mà Trang bán bánh tiêu mà bán. Ủa, có tay vô đầu cổ tao luôn mà đi cái sao. À tại sao mà Trang bán bánh tiêu á rẻ quá, tại vì có 3 cái 10.000 à. Dạ tại vì kênh bây giờ là Trang là nghiêng về từ thiện á cô chú, cho nên là Trang chỉ bán là lấy vốn lại thôi, chứ phần này thì Trang bán 3.000 cái thì không có lời, chỉ lấy vốn bột với lại vốn dầu rồi lại. Chứ cái bánh này là bé Hương ở nhà, bé Hương làm bỏ mối là 4.000 đó cô chú, bỏ là mình cho người ta bán lại á. Người ta bán lại là 5.000, tại vì bánh này đặc thuộc á. Bé Hương giỏi lắm, một ngày vậy bé Hương làm bỏ mối là bữa hổm là mấy trăm cái luôn á. Làm bánh này còn bỏ mối bánh bao nữa. Tại giờ này có một giờ á, là cho nên là 3-4 chị em mới xúm nhau làm gì, chứ mỗi bữa là bé Hương vừa cán vừa chiên luôn. Tại vì Trang cứ đi suốt mà đâu có phụ em được đâu. Em ơi, hết bánh rồi cưng ơi. Dạ có nhiều cô chú hỏi Trang á, bán mà không có lời á, bán làm chi, mất cực công nữa. Dạ thì mình bán vậy cho mấy em á, nhiều bé không có tiền á, nhưng mà bán rẻ vậy á, ba mẹ cũng nhín chút đỉnh ra để mua cho mấy bé ăn, để cho mấy bé vui. Chứ nếu như mình mua 2 cái 10.000 thì nó ngán lắm, nhưng mua 3 cái 10.000 thì người ta nghĩ là nó rẻ. Cho nên ba mẹ thích mua. Xin chào nha. Bye bye. Học giỏi nha. Ôi ôi, anh nào anh ấy tướng tá kìa. Dạ con cảm ơn cô.
để trong chỗ chị nè. Rồi cái em để con tiền. Ừ đúng rồi, em để gì? Bánh tiêu, bánh tiêu luôn. À, bánh tiêu đi anh ơi, 3 cái 10 ngàn anh ơi. 3 cái 10 ngàn. Bánh tiêu nóng hổi. Nhanh tay lẹ, chậm tay hết đi chị ơi. Cô ơi cô, bán bánh tiêu tiếp con cô ơi. Thôi tiền cô ơi, cô lo ơi. Cô ơi. Cô mà bán tiếp con nè, bao bọc không kịp nè. Có. Mà đứng đây đi. Thôi em để vô đi không? Em để vô đi cô. Ôi chị vớt ra bàn hay kia. Đổ hết tiền nha trời. Cân để 3 cái thôi. Tại vì cái bọc nó không có lớn. Vừa đủ 3 cái, vừa đủ 3 cái. Khoan em cán cán để bên đi Hương ơi. Tại vì chị vớt mè ăn cái Hương. Nó hơi dầu nó đen. Nào nó phải cái cốc luôn. Vô em ơi. Vô không ơi. Bánh tiêu đây mấy chị ơi. 5 cái. 6 cái đi 10 à, 6 cái 20, 3 cái 10 ngàn. Bánh bò bánh tiêu đi. Ủa lộn, bánh bò bánh tiêu không có bò. Bánh bò bánh tiêu mua nhanh cho trời chợ chiều. Bánh này hồi lắm xin cô bác được mua chưa. Bánh tiêu đi, 3 cái 10 ngàn đi anh chị ơi. Là bánh này đó hả chị? Ngày mai em bán bánh quay dẹt. Bánh đầu chiên bánh quay dẹt. Bánh nhân. Bánh nha. Rồi. Bánh chưa? Rồi. Nhân chiên cán lát. Bánh tiêu đi chị ơi, 3 cái 10 ngàn. 3 cái 10 ngàn đi chị ơi. Bánh tiêu nhà làm đi chị ơi. Chưa ra, phụ huynh rút đang rút chưa ra. 10 ngàn đi chị ơi, bánh tiêu đi chị. Mời là không có bánh tiêu nữa đâu nha con. Rồi cái gì chiên à? Cái gì chiên có đây con có bán. Con đổi món thôi, bữa nay muốn hộ cô cái này đi. Cô cho bạn. Bánh tiêu 3 cái 10 ngàn đây chị ơi. Bánh tiêu lắm hỏi vừa ăn 3 cái 10 ngàn. Vừa chiên vừa bán đây mấy cô chú anh chị ơi. Ôi bé Hương này trời ơi. Con cũng mong là gì để bữa hổm bán không đủ, bữa nay thì bán ế. Bánh tiêu đi cô chú anh chị ơi, 3 cái 10 ngàn đi. Bữa nay giọng hơi bị bánh tiêu 3 cái 10 ngàn đấy chú ơi. Bánh tiêu 3 cái 10 ngàn đấy chị ơi. 3 cái 10 ngàn. Chị cho lấy 30 cái đi, 10 ngàn hả? Ủa 30 cái. Thôi mở 3 cái thôi. Đây là chị muốn. Cái gì? Dạ ông nội, mình với trai. Bà già cô đơn bán với trai hả?
Ở đâu đây trời? 6 bánh đi chị, 6 bánh đi 20 chị. Là 3 cái 10 ngàn. Rồi 6 bánh đi gái ơi. Cảm ơn con nha. Em cảm ơn anh ơi. Rồi, cảm ơn luôn. Dạ bánh em mới đổ ra không đó chị? Em đón về học sinh em mới chiên không mà chị ơi. 3 cái 10 ngàn bánh xeo nó mới hỏi luôn. Bánh cây nóng quá mình đỡ vô là nó bị xẹp liền. Ủa cái chị, tay chị cứng đơ rồi. Cầm cái đũa hơi nó cứ ngắt cái tay à. Bánh tiêu 3 cái 10 ngàn cô ơi. Kêu chị rồi. Dạ. Bánh tiêu nóng hỏi 3 cái 10 ngàn luôn đi. Cô chú anh chị ơi. Trời ơi, giao gì mà giao chứ chà. Mỏi gì mỏi giao chứ chà. Mua bánh ủng hộ con đi cô ơi, 3 cái 10 ngàn đi cô ơi. Phải thấy ham, phải thấy ham không? Hai cái tròn một cái xẹp. Gán em thử cho hết cái bánh xẹp này. Bánh xẹp là tại vì nóng quá mình chồng lên nó mới xẹp. Chăm thử lúc này. Nè, nãy giờ đâu có xẹp cái nào đâu mà để gì nó xẹp nè. Để xe xe nha. 3 cái 10 ngàn đi chị. 3 cái. Dạ. Em tưởng chị kêu 30 cái. Bánh mới chiên nóng. Khoan khoan để chị ấy nè, để chị vớt mè. Em đi vớt giùm chị cái. 3 cái 10 ngàn em vớt. Em vớt giùm chị cái đi. Tại chị đổ bánh qua cho mấy. Dạ. Xẹp lại dính liền với nhau bé. Bánh tiêu 3 cái 10 ngàn đi chị ơi. Bánh tiêu đi chị, 3 cái 10 ngàn đi anh ơi. Bánh tiêu đi chị mà 3 cái 10 ngàn đi anh ơi. Bữa nay mình lộn ngon quá à. Bánh đi gái. Ờ đổ đi. Không, làm gì em lấy làm gì. Bánh tiêu đi chị, bữa nay có bánh tiêu rồi nè. Lấy 10 cái đi chị. Lâu lắm em mới đảo lại đó, mua về biếu tặng hay để tối ăn chị ơi. Ba bánh tiêu 3 cái 10 ngàn đi chị ơi. Hai bánh khoai dạt, bánh tiêu, bánh bao chiên. Mai là bánh khác rồi đó chị. Cái nào chiên cũng phì chân á, mà tại con cái mình trồng vô á, cái okay, mình trồng vô là nó bị rồi nó như con cóc rồi nè chứ nó có xẹp đâu. Bánh tiêu nóng hỏi 3 cái 10 ngàn luôn đi cô chú anh chị ơi. Mua đi cho kịp cho chiều mấy cô chú anh chị ơi. Không ạ. 3 cái như cái gì? Dạ 3 cái 10 ngàn. Nó này cũng biết ép khách chữ ta. Trời ơi, dữ dữ thôi chứ đừng nói. Cái thằng kia chặt lại. Cái tay cứng đơ rồi. Ăn ngon kêu mẹ mua thêm cái nữa đi con. Đâu rồi, không? Đi đâu luôn rồi. Chiên mè mau ghê ha, dầu nãy mình đổ mới đổ vô thì luôn. Luôn nè chị ơi. Đang chiên luôn nè chị ơi. Lấy thêm 3 cái đi. Thôi lấy thêm 1 cái thôi, 1 cái nó là khác. 1 cái nó là khác. Thì em trả 13 ngàn. Thôi nó lấy 6 cái luôn đi. Ô trời trời. Ăn hết. Ừ. Đi, bỏ đi nè bỏ nè. À. Thôi trời. Đi đây có 4 người. Bao nhiêu? Con có 15 ngàn. Ba hà. Ta không phải nhớ, mất lỗ mà còn trả giả nữa. Cảm ơn chị nhiều. Không có tiền lẻ. Mai ủng hộ đi chị. Mai còn bánh này nó đâu ủng hộ? Mai bán bánh tiêu, bán bánh kia bà. Sao ủng hộ được? Ba chưa mở quá. Vậy
chục mua 6 cái đi con. 3 cái 10 ngàn rồi con. Hết tiền. Bánh tiêu nó hỏi 3 cái 10 ngàn. Tới công chuyện đó. Nó là thánh thần ơi. Bánh tiêu ơi, đây cô chú anh chị ơi. Bánh tiêu 3 cái 10 ngàn nè cô ơi. Bữa nay chắc Bưng đi bán thiệt quá. Tiêu 3 cái 10 ngàn cũng hỏi đi anh. Khỏi nè. Khỏi nè. Khỏi nè con. Gạt đầu, phải không? Ngon lắm con ơi, bánh này cô làm nhà con ơi. Bán một cái thôi. Ba cái 10 ngàn thôi. Không, 11 cái 4 ngàn. Chị chịu, ta chịu 4 ngàn. Tao chịu 4 ngàn luôn hả? Chịu 4 ngàn luôn chứ không chịu 3 cái. Chưa vàng bằng bằng. Nóng, sắp khỏi luôn. Là mấy chú chưa có làm đúng không? Có. Được phân nữa chưa Hương? Rồi rồi, chị bỏ vô chiên đi. Không có nào chưa ăn hết. Vậy mà bữa hôm kia có bé kia á, ăn ơn nó 2 cái luôn. Phật lộ con à. 3 cái nào, 3 cái 10 ngàn. Tính ra 3 cái 5 ngàn luôn chứ. Cô hộ cô đi. Bốn hộ cô Hương đây, cô Hương là đã dành tiền cưới chồng con. Bữa nay mày tính bỏ cô luôn hả? Đúng rồi, bữa bán bữa nghỉ đó không biết đường. Cảm ơn con nha. Cô bán gì ạ? Cô bán bánh mè con. Bánh chiêu. Ba cái 10 ngàn đi chị ơi. Dạ. Ba cái chị. Không mua 2 cái à. Ba cái 10 ngàn chị. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Dạ. Luôn. Cái gì chứ không có người ăn mà sợ à. Đi em bé lại mắng phú chứ. Hôm nay em ăn cái mâm bánh này hơi mệt ạ. Hằng mà Hằng không chịu chặn xe hết trơn. Bánh tiêu mà. Bánh tiêu, bánh tiêu. Bánh tiêu nóng, bánh tiêu nóng ngon lắm đó. 3 cái 10 ngàn đi. 3 cái 10 ngàn đi cô, có 3 10 ngàn đấy. Bánh tiêu ngon lắm. Không có đi chợ luôn. Bánh tiêu đặt được. Bé này con lấy 6 cái hả con? Giúp mẹ cái nhà Hương. Ba cái 10 ngàn. Ba cái 10 ngàn. Ba cái 10 ngàn. Dạ ba cái 10 ngàn đi anh. Dạ không anh. Cái này em làm nhà nó mềm lắm anh ơi. Đặt hộ cho anh. Ăn kìa. Ăn thử đi. Ý mày đây. Nè. Nè. Tại vì bánh em bán đây được mấy bữa rồi, ai cũng thích bánh tiêu hết trơn. Bữa nay tại em làm nhiều lên. 5 kg luôn mà. Được không? Ăn cái ho luôn á. Không có đi. Bột mì con. Hồi nãy đang chiên trái trứng cá nó chiên xuống một cái bùng. Ôi là trời. Nó là hồi mỏi tay. Mỏi tay. Bữa nay nó bị tâm lý rồi, nó bán không hết. Có không? 10 cái đi anh ơi. Hồi nãy anh thăng xe cái két đó nha không? Ba cái 10 ngàn. Vậy hả, nhỏ xíu tuổi luôn hả? Nói. Vậy hả? Ai biết, trời con có 18 tuổi, cô nói vậy sao được. Bà ơi, mua bánh tiêu
hộ con đi bà. Dạ. Ai mua tiêu, ai mua nước mía tưởng chừng trời. Trời ơi. Ba cái 10.000 tiêu rồi. Cô này. Con ăn không? Cô này là cô nào? Lấy ba cái cho con nha. Dạ. Bà nội con mua tới 6 cái đã. Bà nội có tiền nên mà 6 cái. Ba cái thôi. Cái nào bánh tiêu đóng hỏi vừa thỏi vậy ăn đây, ăn gấp thì rớt gân, ăn nhiều tức bụng. Bánh tiêu cái gì vậy trời, ra bánh tiêu của này chết luôn rồi. Ăn gấp thì nó rớt gân, nóng ăn nhiều tức bụng thôi à. Ngon thiệt là ngon đây, ăn no đây con ơi, uống nước vô là no, ăn uống nước vô là no hay gì. Thôi thiệt đi, ăn uống nước vô là no thiệt chứ bộ giỡn đâu. Con mà bánh tiêu con ăn gấp quá, con bánh tiêu con ơi. Con ăn gì vậy mày? Bánh này con bánh này con, bánh tiêu đi con. Sao nhắn bánh ly nó nhìn tưởng đâu vào đâu cùng rồi chạy muốn lủi xe. Bánh không mẹ nãy nè, thấy chưa, nó phải vậy. Ai kêu hằng núp đúp không, nó mắc cỡ nó núp không à, người ta phải ra lộ vậy đó. Phải chặn xe cũng sợ lắm chị. Gặp người vậy? Dạ, Nguyễn chặn như thấy. Nguyễn chặn xe, bán không hết rồi chặn xe. Đó lại mua tiêu kìa. Đó. Hai hai. Bán xíu thôi. Ba cái 10.000 con ơi. Con mua mấy cái? Con mua 20.000 đúng không? Đây nè, chúc lên. Qua đây nè con, qua đây nè con. Rồi, cảm ơn con. Đây nè, mẹ nó mới mua ba cái nè. Mẹ. Mẹ con mới mua ba cái hả? Rồi, vậy là ăn ngon rồi. Nè, đưa cho thằng nghe nè, chúc lên nè. Cảm ơn luôn anh ơi. Hai chục không? Chỉ ra chị chặn xe nè. Cái xe đâu có mà chặn. Trời lại. Có xe trên chợ á. Xe. Tao lại tao muốn bánh á. Chở cô về với ơi, cho cô biết nhà con thứ ơi. Đi. Chở cô Trang về biết nhà con chứ ơi. Đằng mai mốt cô Trang có bán, cô Trang lại tới nhà con bán luôn à. Chết rồi cháu không đi. Sao bỗng nói sớm? Chết rồi lại ông nói mày hăm dọa cháu tao mày. Chết luôn rồi. Con muốn bánh tiêu, bánh tiêu, bánh tiêu. Bánh tiêu nó nhỏ bán hồ kêu nữa. Lủi xe nó bây giờ. Ủa, cá. Hả? Ok. Ê, nó nghe luôn. Nè. Ôi, nó nghe nè. Cái đi vậy tiền. Nó có 3 cái, 3 cái, 6 cái, 9 cái. Coi như cái tặng đi. Thôi tặng luôn đi. 30.000 tặng em cái luôn. Cho mấy một bự một cái. Thấy ghê chưa bà thấy chưa? Em ơi, là nó xạo quá, nó chặn lại nó mua 30 cái rồi mà thấy chưa? Chục cái rồi nội ơi, 30.000 có 30 cái. Mua gì có bán luôn á. Nó giờ bà la con, bà la mày chặn mày làm tao hết hồn. Đó, chị cảm ơn. Thấy con chặn chưa? Còn ai nữa không? Quá nhanh bạn ơi. Hỏi mấy ông gì không bắt ăn đâu. Trời ạ. Về tới chưa? Từ từ tao mua trời ơi, từ từ tao biết tao đem. Con mà bán 5 kg hết thì mai mốt con làm 10 kg á. Đem bánh hết đi, em lấy cái mâm. Nhiều quá. Ơi cái bánh này nó hơi trắng rồi. Thôi được rồi. Em ăn. Em quá tặng ăn, bữa sau tao đâu ăn được nữa. Đâu có. Mình phải đổi bánh như vậy đó mới bán được chứ, còn cô mà bán một lò bánh thôi. Nhiều đây nữa là hết 5 kg bánh nha quý vị. Trời ơi, mình không ngờ luôn á trời. 5 kg bánh à? Cái. Em 20.000, chừng 20.000. Nói bà đó là bà đã không bán hết luôn. Không có hả? Tay múc múc. Mang với hết thì được rồi. Anh với bạn mới chiên với hết được. Là nhiêu ta, họ là 30 á. Rồi, cảm ơn. Bánh tiêu đi anh ba cái 10.000 anh ơi. Nó hết hồn. Ông định tìm nó không chở hết hồn. Nhỏ này là nãy mua rồi, xài là 6 cái, 9 cái. Thì nãy giờ mấy chị em Trang bán là tưởng đâu mà ế không của chú anh chị. Mà giờ còn mấy cái của chú. Nãy kiểu như bán mình bữa bán bữa nghỉ á, rồi người ta không có biết được á, cho nên nó là ta mua về xong cái ta kêu người nhà lại mua, có người mua hai ba lượt luôn, ba lượt thằng bé nãy mua 3 lần luôn. Ê, mình đếm tiền đi, đếm có được nhiêu rồi, 100 nè, 200 nè, 300 phải không, 320, 340, 360, 380, 400, 42, 42, 46, 44, tính tiền nó không gian đó trời, 46, 46, 65,
Bộ mấy cái đợi mấy chú về đi. Cái này là chú Chính đâu về nha cô chú. À, chú Chính đi làm nhà rồi chưa về kịp. Cho nên không phải ế nha, chứ chút xíu nữa. Kìa kìa. Đó, thấy chưa? Một bánh bì đi con. Ba cái 10.000 con ơi. Lẹ đi con, hết đi con, lẹ đi. Nhỏ xạo quá, nhỏ đi luôn. Bố này Nghĩa ơi. Rồi hết rồi, hết luôn. Vô đây nè con. Muốn 10 thôi. Trời ơi, kiểu này một chú Chín còn, chú Chín còn hai cái ăn được rồi. Bên đất quá. Ba cái luôn. Hết bánh rồi nghe cô chú anh chị ơi. Còn cái này của em. Cảm ơn con nghe. Con mua mấy đặng rồi? Trời ơi, mua ba ống đặng luôn. Vậy hả? À, vậy hả? Bé nãy nó chạy xe rồi á. Cảm ơn nghe con. Con đi sớm chút chưa? Hết bánh rồi con. Bà đi cắt, bà đi đưa cho chú Chính ăn lẹ đi. Hết bây giờ nè, đã người ta lại mua hoài luôn đó. Ghê trời. Ghê trời. Thiệt chứ bộ. Kè kè kè, bánh nó kè nó chưa. Cái còn à, nãy còn mâm thấy là tưởng nó để mấy chú về ăn. Cuối cùng người ta mua, nếu mà bán nữa là người đó, anh đã đánh mua ba cái luôn đó cô chú. Mà thấy gì vậy? Tặng cho em một cái thôi để mua không có gì nó khóc. Rồi còn hai cái chú Chính em vô. Em làm em. Thì à, nãy giờ thì là bán vô đứa là được 500 rồi. 505.000. 505.000, hồi nãy đếm là bán thêm được 40 nữa. 40 đúng rồi. 505.000 cô chú. Ghê. Bữa nay là của bé Hương. Bé Hương mua bột gì để Hương tự bán. Kiếm thêm, kiếm thêm. Để đếm tiền rồi nhét túi. Có học được không? Về đó hả? Mệt đó không con? Bữa nay còn sốt không? Giờ học ra mặc bơ phở chân rồi. Sốt còn nóng quá gì à. Thôi đi về lẹ cho mẹ tắm rửa ăn cơm đi con. Trễ rồi. Chứ con ho cô Trang không có cho ăn dầu được. Đi đi. Máy bay ông bà đi. Máy bay. Máy bay, tay đâu, tay đâu mấy bạn. Ừ. Rồi con về đi. Dạ thì video của Trang đến đây cũng xin khép lại nha. Trang xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye. Bữa nay hết 5 kg luôn, kinh khủng thiệt. Quá. Tưởng đâu ế không đủ bán luôn chứ. Tưởng đâu ế mà không không đủ bán. Chặn tại vì xe. Mấy cái người quen ở xóm này nè, người ta không có biết. Khi người ta biết người ta mua, người ta mới kêu. Thấy khủng khiếp mà tưởng bữa nay ế quá trời chặn đầu xe, người ta tưởng nhỏ này khùng dữ thằng rồi. Nhét túi. Nhét túi. Thì nhét túi. Đó, chắc chắc chắc. Giống mấy bà già xưa. Có bó lá chuối lại không? Không. Mày đem hết không? Bánh rồi con ơi. Con hết bánh rồi. Đi ra mua, đang cầm trên tay ăn mà cầm 20 ngàn. Cầm trên tay mà cầm 20 ngàn mua nữa. Vậy mà chị em mình sợ không có bánh đủ.